tổng hợp 7 anime được trông chờ nhất 2023. Hello, xin chào 500 anh em Weebu Never Die, lại là Ad đây, Weebu Chúa. Kết thúc năm 2022 với rất nhiều series anime đình đám và cả những bộ movie nổi bật như là Red hay Jujutsu Kaisen không? Ad biết rằng anh em đang kỳ vọng thêm một năm lên ngôi của các season tiếp theo đúng không nào? Điều may mắn là mình có thể xác nhận với anh em không cần phải chờ đợi quá lâu, những bộ anime quen thuộc sẽ được ra mắt xuyên suốt từ đầu mùa xuân đến mùa đông 2023. Một năm chắc chắn sẽ rất tuyệt vời cho các tín đồ Weebu như chúng ta. Sau đây, cùng áp ngó sang top 7 anime được chờ đợi nhất năm con mèo, năm của Hoàng thượng. Ngay bây giờ, get go thôi các con sen của ngài. Một, Bleach huyết chiến ngàn năm season 2. Mở hàng với anime top 1 mùa đông vừa qua, Sứ mệnh thần chết phần cuối huyết chiến ngàn năm. Chuyến hành trình của Ichigo chuẩn bị khép lại với trận tử chiến cuối cùng với tổ chức Quincy, được cầm đầu bởi Quincy khởi nguyên Ewatch. Sự trở lại của nhà vua sau 1.000 năm đánh dấu cho sự thoái trào của Soul Society. Lần đầu tiên sau gần ấy năm, chúng ta mới thấy vùng đất này bị tàn phá dữ dội như vậy. Đến cả đội không cũng phải ra mặt huấn luyện cho thằng mình. Giờ đây không còn tổng đội trưởng Shigekuni Yamamoto, Gotei 13 phải tự mình đứng lên bảo vệ Soul Society. Một vài đội trưởng đã bị cướp đoạt ban cai. Liệu họ sẽ trở lại mạnh mẽ như nào đây trước đợt tấn công thứ hai được tiên đoán sẽ còn hủy diệt hơn? Bleach huyết chiến ngàn năm có 4 mùa, hiện tại season 1 vừa kết thúc ở tập 13. Season 2 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2023, hứa hẹn chuyến hành trình đi tìm chính mình của Ichigo và các người đồng đội. Nếu nói về điều gì đáng mong đợi nhất, chắc chắn phải là thanh Zanpakuto vừa được làm mới của Ichigo sau khi hợp thể những hai thanh Zanpakuto thành một Zangetsu duy nhất. Bên cạnh đó, Oz cũng đang rất ngóng Bankai chính thức đội trưởng đội 11 Zaraki Kenpachi, kẻ cuồng tín, sau cái chết của Unohana để phá vỡ giới hạn cho Zaraki. Thanh niên này giờ bá lắm rồi, Bankai mạnh đến mức không thể kiểm soát luôn mà. Tất nhiên, điểm ấn tượng nhất ở màn comeback của Bleach năm nay chắc chắn rồi, phần hình ảnh và âm thanh quá đỗi ấn tượng. Phải nói đột phá nếu so với phần series tương đối ảm đạm và phèn. Thật đáng tiếc nếu anh em chưa xem season 1, theo mình đánh giá đây thật sự là một siêu phẩm anime. Không xem phí cả cuộc đời. Bằng chứng huyết chiến ngàn năm liên tục chễm trệ vị trí top 1 bảng xếp hạng mùa đông 2022. 2. Kimetsu no Yaiba Season 3 – Ngôi làng của thợ rèn. Tiếp nối hai phần đầu tiên quá thành công cả về mặt hình ảnh lẫn doanh thu, Kimetsu no Yaiba Season 3 tiếp tục lên sóng, chiêu mộ khán giả những pha đấu kiếm đỉnh cao vào tháng 4 năm 2022. Nội dung của mùa 3 xoay quanh những câu chuyện ở làng rèn kiếm. Tanjiro phải đến đây để nhờ Haga Nezuka rèn cho thanh kiếm mới, cậu lại làm hỏng nó sau phần kỹ viện trấn. Tại đây, Tanjiro có dịp gặp gỡ hà trụ Muichiro Tokito, kiếm sĩ thiên tài trẻ tuổi, người chỉ mất 2 tháng luyện kiếm để trở thành trụ cột. Không chỉ vậy, làng thợ rèn còn có thêm sự xuất hiện của luyến trụ xinh đẹp Kanoji Mitsuri, nữ trụ cột có tâm hồn to đẹp, nhanh chóng kết bạn là thân thiết với anh em nhà Kamado. Họ phải cùng nhau đối đầu tận hai con quỷ thượng huyền là Gyoko và Hantengu, những kẻ đã phát hiện ra vị trí bí mật làng rèn kiếm. Chúng âm mưu xóa sổ các cư dân ở đây để cắt đứt nguồn cung Nhật Luân kiếm cho sát quỷ đoàn. Kimetsu no Yaiba Season 3 được dự đoán là sẽ ứng cử viên nặng ký cho bảng xếp hạng anime mùa hè năm nay. Mới đây, phần teaser đầu tiên cũng được chính thức công bố. Vẫn góc quay thương hiệu và phần hình ảnh cực kỳ sắc nét. Các con chiên của bộ thanh gươm diệt quỷ chắc chắn sẽ được đắm chìm trong những pha solo kiếm thuật làm nên tên tuổi của bộ truyện này. Ngoài ra, Season 3 cũng khai mở bí mật về năng lực đặc biệt của nữ quỷ Nezuko, em gái nhà Kamado, sở hữu một sức mạnh mà chúa quỷ Muzan thèm khát suốt hơn nghìn năm nay. Anh em nhớ ấn chuông để nhận thông báo sớm nhất trên kênh Weebu Never Die các bạn nhé! 3. Attack on Titan Season 4 phần 3. Đây là phần cuối cùng trong mùa 4, cũng là bộ khép lại bộ manga đình đám về thế giới giả tưởng giữa con người và các Titan. Hẳn anh em fan cứng AOT không thể bỏ qua phần 3 cực kỳ gay cấn này rồi. Liệu studio sẽ chọn cái kết nào trong hai ending được đề cập ở mạch truyện gốc? Dẫu vậy, dù kết như thế nào thì nó vẫn sẽ để lại một dấu ấn đầy xúc động trong lòng độc giả. Những người đã chót lỡ yêu thích Eren, Mikasa hay chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh chồng quốc dân Levi. Hiện studio vẫn chưa xác nhận ngày ra mắt Final Season phần 3, nhưng chắc chắn sẽ lên sóng trong năm 2023 này. Một số thông tin spoil cho rằng nó sẽ được chính thức ra mắt vào khoảng tháng 5. Tuy nhiên, thông tin này vẫn không đáng tin cậy lắm, vì đây là phần phim cuối cùng khép lại kỷ nguyên bộ anime thế giới giả tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay này. Nhà sản xuất MAPPA cần phải có nhiều thời gian để chuẩn bị cho những khung hình hoành tráng lệ nhất. Cùng chờ đợi sức mạnh điều khiển Titan thủy tổ của Eren trong trận combat cuối,
có thể sẽ khiến cho rất nhiều người phải nằm xuống trong phần này, đơn cử như là Sasha và Hange. Bên cạnh đó, chiến thần Levi cũng bị thương rất nặng. Liệu rằng kế hoạch diệt chủng tận diệt nhân loại sẽ đi về đâu? Chờ đến giữa năm nay sẽ rõ các bạn nhé! 4. Jujutsu Kaisen Season 2. Đây rồi, sau sự thành công ngoài mong đợi, chú thuật hồi chiến Season 1 và nhất là movie Jujutsu Kaisen 0 trong năm vừa qua, phần 2 về câu chuyện các chú thuật sư sẽ được ra mắt vào tháng 7 năm 2023. Được coi là đứa con cưng của studio MAPPA, Jujutsu Kaisen quả thực được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Attack on Titan Final Season phần 3 vẫn chưa có lịch công chiếu chính thức, bởi họ cần tập trung biến mùa 2 chú thuật sư trở thành siêu phẩm một lần nữa. Chúng ta sắp được chứng kiến team thầy gỗ chiến đấu với những màn đấu trí đỉnh cao. Tất nhiên không kém phần tấu hài, bởi ai cũng biết tính chất bẩn bựa các thành viên đội Gojo Sensei bá đạo như thế nào. Chuyến hành trình thanh tẩy lời nguyền xuyên đảo quốc Nhật Bản sẽ được tiếp tục ở mùa 2 với thời lượng 24-26 tập phim được chia thành 2 phần. Hứa hẹn sẽ khuấy đảo các bảng xếp hạng anime. Đối thủ cạnh tranh khốc liệt với Bleach huyết chiến ngàn năm. Ở Season 2, Jujutsu Kaisen tập trung nói về chương Shibuya, bao gồm những pha chiến đấu bạo liệt đã làm nên tên tuổi của tác giả Akutami Gege. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng màn biến hình Sukuna cực kỳ nổi tiếng của cậu học trò Megumi. Ông thầy Gojo sẽ làm gì để giúp thằng đệ thanh tẩy lời nguyền khó nhằn này đây? Cùng chờ đón mùa 2 sau đây khoảng nửa năm thôi các bạn nhé! 5. Tokyo Revenger Season 2. Mặc dù mình không phải là fan của những kẻ báo thù ở Tokyo, nhưng không thể phủ nhận sức hút của bộ truyện này trong vài năm trở lại đây. Sau Season 1 đạt được kỳ vọng doanh thu và lượng fan hâm mộ khủng khiếp, Season 2 mới đây được tác giả xác nhận sẽ chính thức ra mắt ngay tháng 1 2023 với tên gọi Tokyo Revenger Seiya Kessen Christmas Showdown. Mùa 2 chuyển thể theo nguyên tắc tập trung nói về cuộc đối đầu kinh điển giữa Toman và Hắc Long. Thân phận của cả hai cũng được tiết lộ, Takemichi với tổng trưởng đời thứ 9 Hắc Long. Trong một bộ manga mà sức mạnh được quyết định bởi màu tóc style, ngoài những pha đấu đá võ thuật giữa các băng đảng học đường, khán giả, đặc biệt là những người trẻ đang ở độ tuổi dậy thì có thể tham khảo và chọn lựa cho mình những mẫu tóc thời thượng của các idol như Sano hay là Dragon. Một bộ anime có khuynh hướng du hành thời gian, cực thích hợp cho các cậu trai cố gắng quay lại quá khứ để sửa đổi sai lầm của mình. Tokyo Revenger Season 2 tiếp tục được đảm đương bởi nhà sản xuất quen thuộc Liden Films, đảm bảo sẽ mang tới series anime đầy màu sắc trong mùa xuân 2023. 6. Vinland Saga Season 2. Anime đình đám bản anh hùng ca chính thức sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 1 tới đây. App đánh giá đây là một trong những phần phim hay nhất trong mùa xuân năm nay. Dành cho bạn nào chưa biết, Vinland Saga kể về cuộc sống của những người cổ xưa, theo chân Thorfinn, một nhà thám hiểm trẻ, người Vikings trong hành trình trả thù cho cha. Chiến binh vĩ đại nhất đã bị sát hại bởi tên độc tài Askeladd. Riêng chủ đề về Viking luôn mang tới cảm giác hào hùng. Nhưng điều tạo nên sự đột phá là những câu chuyện ngoài đời thực được lồng ghép khá tỉ mỉ vào bộ manga này. Ở Vinland Saga mùa 1, chúng ta được nhìn thấy cách mà người xưa sinh sống và chiến đấu như thế nào. Chẳng hề giống các bộ phim điện ảnh chỉ toàn mặt tích cực. Không có khái niệm nhân vật chính hay phản diện, bất kỳ ai cũng cố gắng chơi bẩn để triệt hạ đối phương. Chỉ có người chiến thắng mới có tiếng nói sau cùng. Thorfinn dù được giới thiệu thực hiện nhiệm vụ trả thù, nhưng ở đoạn kết phần 1, anh ta gần như đã đánh mất chính mình, không còn hình bóng của người cha vĩ đại nữa. Thorfinn giết người vô tội, lấy oán báo ơn, cắt đứt liên lạc với mẹ và chị của mình. Một bộ anime rất đáng xem cho các tín đồ yêu thích lịch sử, đặc biệt là các giai thoại lẫy lừng về chiến binh Viking quá nổi tiếng của bán đảo Scandinavia. Mùa 2 tiếp tục được chỉ đạo sản xuất bởi Wit Studio, studio dàn dựng nên 3 phần đầu tiên của Attack on Titan. Anh em nên xem lại phần 1 để hiểu rõ cốt truyện nhé. 24 tập thôi, nhưng đảm bảo bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho mà xem. 7. Dr. Stone Season 3. Anime khoa học viễn tưởng dành cho tín đồ anh em yêu thích hóa học đây rồi. Át không giỏi về mấy cái công thức chế tạo này kia, chứ xem Dr. Stone trông cũng thú vị ra phết. Hành trình làm lại từ ngày tận thế của Senku đang có chuyển biến vô cùng tích cực. Mùa 2 với tiêu đề Dr. Stone New World sẽ ra mắt vào mùa xuân 2023. Tiến sĩ Đá tiếp tục cộng tác với Ryusui thực hiện chuyến đại khám phá sau nhiều nỗ lực tiếp cận rìa trái đất bằng cách chèo thuyền. Phần anime này được dự đoán sẽ khai thác chương đảo kho báu từ manga gốc. Đây cũng là lúc bắt đầu vào câu chuyện chính hóa đá. Phần 3 sẽ chứng kiến vương quốc khoa học và đế chế sức mạnh cùng nhau khám phá sự thật về quá trình hóa đá. Mọi người sẽ bận rộn xây dựng The Perseus, một con tàu sẽ đi khắp biển khơi để tìm câu trả lời. Ở phần 3, nền công nghiệp và nông nghiệp mới sẽ được tái thiết lập,
thậm chí là cả những tuyến đường hay trạm xăng dầu. Đây chính là sức mạnh tuyệt vời của trí tuệ vượt thời đại. Tất cả dàn diễn viên lồng tiếng từ hai mùa trước đều được tín nhiệm cho season 3. Chúng ta lại sắp sửa chiêm ngưỡng những câu nói đầy tính hách não của ngài tóc củ hành rồi. Mình khuyên anh em nào ngu hóa nên xem Dr. Stone để được thông não nhé. Không phải giúp chúng ta khôn ra mà là tự biết đường lui, đừng có cố chấp, đâm đầu vào mấy cái công thức nguyên tố tuần hoàn gì đấy. Quay đầu là bờ anh em ơi. Ok, trên đây là video tổng hợp 7 anime được trông chờ nhất 2023. Đâu là bộ mà anh em đánh giá là hay nhất? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ, chào đón 3 bạn mới đến với channel Weeaboo Never Die. Bình luận của bạn user BD7ZP4ND4S. Chúc Weeaboo Never Die năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc nhá. Chúc anh em ăn Tết âm vui vẻ và bình an bên gia đình nhá. Bình luận của bạn 22 Cao Minh Tú 18. Em mới dô video thấy 99 like, em like cho tròn 100 luôn. Thế bạn là người may mắn nhất hôm nay rồi. Ad rất thích những con số tròn trịa như là 10, 100, 1000 luôn ấy. Và cuối cùng là bình luận của bạn Trần Văn Tuấn 6583. Anh làm giả thuyết Jodichi góp mặt trong trận chiến cuối cùng đi anh. Biết sát quỷ đoàn sẽ win nhưng làm để xem mụ gián bị hành như thế nào. Thế thì khác gì bảo gian trụ cột và kiếm sĩ tân binh đứng ngoài nhìn tiền bối Jodichi thể hiện sức mạnh. Ao trình nặng quá rồi. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình tập hợp sát quỷ đoàn thế hệ 2.0 nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!